Cô cần phải biết chúng ta là một gia đình mà hả? Cho nên chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài đó nha. Anh Rante nè. Ờ? Em báo cho anh biết, chúng ta đã tìm ra tên cô gái đó rồi. Sao? Tên là Tini đó. Tini? Bây giờ anh ấy đang lo cho Sover đi. Mình sẽ cho anh ấy thời gian để suy nghĩ mọi chuyện. Chúng ta đang đợi ai vậy Tini? Dạ đang đợi chút cho anh đó anh. Dạ chúng ta sẽ đứng đây đợi em ấy mang vé xe lửa tới đây cho chúng ta. Vé xe lửa à? Ừ. Đi xe lửa hả Tini? Anh nghe kỹ lời em nói đây nè. Máy bay không đi đến mọi nơi được đâu. Trước tiên chúng ta sẽ bay tới Delhi, sau đó sẽ đi xe lửa tới Narita. Anh hiểu rõ chưa? Tini à, em vẫn chưa nói với mọi người là mình sẽ tới đó mà. Vậy mà em dám đặt vé xe lửa trước sao? Tại sao chứ? Nếu mọi người biết cháu cưng của họ đi lại bằng xe lửa thì họ sẽ không cho chúng ta đi đâu. Cho nên là chúng ta đừng nói cho họ biết nữa. Phát à, nói chung là anh không cần phải lo chuyện đó đâu. Bởi vì em đã nghĩ ra cách để nói chuyện với người nhà rồi. Chịu chưa? Để em gọi cho chú Tan đã. Hỏi cậu ta đang ở đâu? Anh còn tìm kiếm tên của Tini. Thật ra anh tính làm gì với cô ấy vậy? Nghe đây, nếu như có chuyện gì không hay xảy ra với cô ta thì lúc đó tôi sẽ không tha cho. À, tôi biết Tini là bạn tốt của cô. Cô ta có thể giúp cô nhưng mà sẽ không làm được gì với chúng tôi đâu. Giờ đây bọn tôi rất là dễ bị căng thẳng đó. Tôi rất ghét bị nói xấu. Giờ cô hãy cầu nguyện cho bạn của cô đi. Cô hãy cầu cho bạn của mình không chịu chung số phận, giống như người chị chan vi của mình đó Anuka. Tôi thì không dám đảm bảo điều gì với cô ấy hết đó. Ở đây không có sóng, mạng cũng không có luôn. Không biết phải làm sao nữa đây. À, tắt mất tiêu luôn rồi. À rồi, có chút sóng rồi đẹp bát. Chú à, nè chú Can à, em đang ở đâu vậy? Được rồi, em nhớ là phải nhanh lên đó. Em ấy nói là cỡ 15-20 phút nữa thì em ấy sẽ tới. Anh có thấy quán trà ở bên kia không? Mau qua bên đó đi. Bây giờ chúng ta sẽ qua bên đó và ngồi đợi chút canh tới có được không vậy? Được rồi, em đi gọi trà đi. Anh sẽ đi lấy bớt. Anh ơi, làm ơn bán cho chúng tôi 2 ly trà gừng đi. Nếu như có chuyện gì không hay xảy ra với Tini thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Cô không cần phải căng thẳng tới như vậy đâu. Cô không cần phải làm mọi chuyện tệ hơn nữa đâu mà. Cứ bình tĩnh đi, hả? Cô chính là một chiến binh. Giờ có thử thách mới dành cho cô đây, hả? Đầu tiên tôi đã thắng trong phiên tòa, còn giờ thì thử thách mới cho cô là hãy cứu cô bạn Tini của mình. Sao hả? Đang tức giận, có phải không? Thôi nào, cô đừng có như vậy. Bởi vì dù sao thì chúng ta cũng là người một nhà mà, có đúng không? Nói cho cô biết nè, bây giờ cô bạn tốt Tini của cô đang ngồi uống trà tại quán trà của Ram đó. Vậy cô tự hiểu đi nha. Vậy được chưa? Mà Anuka đâu rồi hả? Chị ấy nói là cần phải làm vài giấy tờ ở tòa án. Sau khi làm xong thì chị ấy sẽ về nhà thôi. Cho nên chúng ta đi thôi, không cần phải lo lắng đâu. Được rồi, về nhà thôi nào. Bây giờ mọi người cũng rất muốn về nhà rồi, có phải vậy không? Đây chính là lần đầu tiên tôi cầu nguyện sau khi ra tù đó. Mà tôi nghĩ là bây giờ cậu cứ đi trước đi Yurai, hả? Bọn tôi sẽ đến đó sau. Được rồi, vậy đi. Đã lâu lắm rồi,
chúng ta mới có cơ hội đi săn. Vậy chúng ta đi được chưa? Đi thôi. Ê, sao lại vội vàng như vậy chứ? Chúng ta sẽ dạy cho cô ta một bài học hả? Và tôi chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện vui lắm đây. Đi đi. Mình sẽ gọi cho Tini. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Một người bạn. Ồ, vậy là Rante đã bắt cóc một cô gái và cho cô ta một công việc, có đúng không hả anh? Có ai biết tên cô ta là Tini không vậy? Tini hả? À đúng vậy, tên là Tini đó. Một cái tên thật ngọt ngào đó. Đúng vậy. Hôm nay chúng ta sẽ bắt cô ta. Alo. 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 Dạ xin hỏi là ai đang gọi cho Tini vậy? Là Anushka đi Tini. Cô nói cái gì nói lớn lên một chút được không? Cô đã tới tòa để đưa tôi cái đĩa đó. À đúng rồi, là Anushka hả? Ờ à, nhớ rồi, cô nói đi. Được rồi, cô đang ở đâu vậy? Bây giờ luôn hả? Bây giờ tôi đang ở tiệm trà ở đường Lakshmi với chồng của tôi đây nè Anushka à. Tini, đám người bất lương của Rante đang ở gần cô. Cô nói cái gì chứ? Giờ mạng sống của cô đang gặp nguy hiểm. Cô nói cái gì mà Rante vậy? Nguy hiểm hả? Dừng xe lại. Kìa, chính là cô ta. Nhìn đi. Nhìn lên, đi thôi nào. Đi thôi. Mau, nhìn lên. Đưa cô ta vào trong xe. Bỏ lên. Buông tôi ra đi. Tini. Mau lên, chúng ta sẽ giải quyết cô ta trước, sau đó mới tới anh ta sau. Đi lên, mau lên.
Ba! Ba ơi! Dừng xe lại đi mà! Làm mau dừng lại đi! Dừng xe lại với tôi! Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt nó trước đi. Còn cô ta chúng ta sẽ tìm cách giải quyết sau. Đúng vậy đi thôi, cứ quyết định như vậy trước đi. Mở lên. Ông mà, tôi đang rất bận rộn cho nên không thể giỡn được đâu. Thôi mà bà, bây giờ tôi đố bà là trong bao thơ này có cái gì? Tôi đã nói với ông là tôi rất bận mà, tôi đang có việc quan trọng phải làm đây không thấy sao? Thật là bất công quá đi, tôi sẽ không nói gì với bà nữa. Tôi sẽ đi nói với thằng Bát và Tenny không cho bà nghe đâu. Ông sẽ được nói khi tụi nó về, mà hình như là bây giờ Bát đang ở văn phòng. Còn Tenny thì đang mang cơm tới cho nó. Bà sai rồi. Sao mà ông có vẻ vui quá vậy? Thật ra là có chuyện gì, mau nói đi. Nhìn thấy tấm vé này không? Đây chính là tấm vé mà tôi đang muốn tặng cho Bát và Tenny thay cho quà cưới đó bà. Sao hả? Cái vé này ở đâu ra vậy? Thì chúng ta đều biết rằng Tenny muốn đi du lịch tới Mỹ. Wow. Giờ tôi sẽ cho tụi nó hai vé máy bay này để chúng nó đi sang Mỹ du lịch chơi. Sao? Và bà biết không, tôi cũng đã đặt khách sạn 5 sao luôn rồi. Tôi thấy rất hạnh phúc khi làm việc này. Chỉ cần tụi nó hạnh phúc là được. Tôi thấy tôi làm đúng mà. Đúng là ông đã làm rất tốt rồi đó. Tụi nó rồi đây sẽ có một tuần trăng mật ngọt ngào, thật hạnh phúc bên nhau. Chắc chắn rồi. Tuyệt vời quá đi ông. Đây là tin tốt, tôi sẽ báo cho tụi nó biết ngay. Hãy nói cho nó đi. Điện thoại của tôi đâu rồi? Có lẽ tôi bỏ quên trước nhà rồi. Tôi sẽ đi lấy nó ngay. Lại mất chứng hay quên nữa rồi. Sao? Chúng tôi không bắt được cô gái đó. Anh nói nhảm gì vậy hả? Dạ, chúng tôi đã bắt được một tên, mà có lẽ là chồng cô ta đó. Được lắm, lần này tôi cũng phải công nhận là anh thông minh thiệt đó. Bởi vì cô ta sẽ tới để cứu chồng mình mà. Hãy chắc rằng cô ta không thoát được. Một cô gái bình thường mà dám đối đầu với tôi thì cô ta tiêu rồi. Vậy chắc là cô ta không biết tới danh tiếng bấy lâu nay của tôi. Vậy cô ta chết chắc rồi. Lần này tôi không tha cho cô ta đâu. Thích chơi thì tôi sẽ chịu mà. Thổi bay cô ta luôn. Người ta đã nói rằng cuộc sống người chồng thì tự do tự tại, còn cuộc sống của người phụ nữ phụ thuộc vào người chồng. Tiếc là vị vua kia tự do không muốn mà muốn chui vào trong cái bẫy. Nhưng mà nè, tên của người chồng là gì? Bát. Đưa anh ta tới đây đi. Có lẽ anh ta nên biết được rằng vợ của mình đã làm gì sai trái với tôi. Dạ được. Tenny. Sau khi Bát tiêu đời thì sẽ tới cô vợ nhiều chuyện của anh ta. Đây sẽ là một bài học thích đáng dành cho bà chị Anushka của chúng ta đó hả? Và sau đó cô ta sẽ biết được người giúp mình cũng là người lấy hết tất cả những gì mình có. Tôi xin lỗi cô, vì tôi mà cô phải gặp cảnh nguy hiểm này. Không có thời gian để nói chuyện nữa đâu. Chúng ta phải mau mau báo cảnh sát bắt bọn chúng. Tất cả chúng đều là bọn bất lương cả. Bọn chúng đã điều khiển tất cả cảnh sát ở đây rồi. Cho nên báo cảnh sát chẳng có ích gì đâu. Chúng ta phải nghĩ cách khác để cứu chồng cô thôi Tenny à. Tôi sẽ làm mọi thứ để có thể cứu được Bát. Tôi mong là không có gì xảy ra với anh ấy hết. Là điện thoại của nội. Không thể nói cho bà nội biết chuyện này được. Alo Tenny, nội đã gọi cho Bát nãy giờ mà không gọi cho nó được.
cho nên nội gọi cho con đó. Dạ thưa nội, anh ấy đang họp nên điện thoại để chế độ máy bay bà nội à, cho nên là bà nội mới không gọi cho anh ấy được. Con cũng vừa mới ra ngoài mua sắm. À, được rồi con, nghe nội nói đây nè. Ờ, bây giờ tụi con có thể cho nội biết khi nào tụi con về nhà. Dạ tụi con sẽ về, chắc chắn là sẽ về sớm thôi nội à. Con hứa với nội là sẽ về càng sớm càng tốt. Được rồi Tenny. Thật là kỳ lạ, Tenny đang nói cái gì vậy chứ? Sao mình nghe mà không hiểu? Hy vọng là từ giờ sẽ không có thêm chuyện gì xảy ra nữa. Lần này chồng của Tenny bị bắt là tại vì mình. Và đối với người vợ thì vị trí của chồng mình là quan trọng như thế nào? Mình sẽ cố gắng hết sức để giải cứu cho chồng của cô ấy. Vì cũng tại mình mà ra thôi. Những lời cô vừa nói với bà mình đều là sự thật hết. Cô sẽ về nhà cùng với bác, nghĩa là anh ấy sẽ không sao. Chúng ta phải cố hết sức. Bằng mọi giá chúng ta phải cứu được bác thoát khỏi bọn chúng. Chúng ta đi thôi Anushka. Bây giờ chúng ta sẽ dùng xe của bác. Nhìn kìa, hãy nhìn coi cô vợ của anh đang lo lắng cho anh và yêu anh nhiều như thế nào kìa bác. Hôm nay cô ta sẽ tới cứu anh rồi anh sẽ biết được vợ của anh quan tâm đến mạng sống của mình như thế nào. Hả? Chắc anh phải cảm ơn chúng tôi bởi vì đã giúp cho anh thử lòng cô ta đó bác à. Đúng là nụ cười tỏa sáng đó anh ra tay à. Công nhận tươi rối luôn. Để tôi coi tấm hình cô ta coi. Tuyệt vời lắm. Nước mắt đang rơi từ mắt cô ta kìa. Hôm nay cô ta sẽ tới đây làm mọi thứ sụp đổ. Quá dễ dàng. Coi chừng té đó nha. Anh điên rồi hả? Chí ít thì hãy bình tĩnh cho tới khi tê đi tới đây đi mà. Không lẽ anh không muốn nhìn thấy mặt cô ta lần cuối hay sao? Cái gì cũng phải từ từ chứ. Muốn chết thì cũng phải từ từ. Với lại chờ chúng tôi chơi cho đã nữa. Hôm nay tôi sẽ làm một đoạn phim về cái chết của anh, thay cho món quà dành tặng cho anh và Tenny đó. Anh thấy như thế nào hả? Anh thấy thú vị lắm đúng không? Hả? À, vậy chuẩn bị đi. Quay đi, quay đi. Quay thôi nào. Đoạn phim bắt đầu rồi. Chúng ta sẽ hoàn thiện đoạn phim này. Công nhận thú vị thiệt. Bây giờ đã có quá nhiều tình tiết hấp dẫn rồi. Để tôi coi thử. Gửi nó cho Tenny thôi. Sao chiếc xe lại không khởi động được? À, anh hãy quay đi và mau gửi cho Tenny xem chồng của ta kìa. À. Thần linh ơi, họ tra tấn chồng cô một cách giả man như vậy sao? Thật không tin được. Là Pháp gọi tới. Alo. Theo tôi biết là cô có sở thích giúp đỡ người khác mà phải không Tenny? Bây giờ thì giúp chồng của mình đi. Cô có thích đoạn phim mà chúng tôi vừa quay của chồng cô không nè? Hả? Mà nè, cô thật sự rất là may mắn. Vì thời tiết hôm nay rất mát. Cô sẽ đợi cho tới khi nào nước đã tan. Sau đó thì cô biết rồi. Cuộc đời bác sẽ kết thúc thôi. Và người anh ấy phải cảm ơn. Đó chính là cô vợ hay giúp đỡ người khác của anh ta đó. Anh im đi. Anh đừng có nghĩ là tôi là phụ nữ thì tôi có thể sợ anh nghe chưa? À. Tôi nói cho anh biết, trước giờ anh chưa gặp ai như tôi đâu. Tôi là một người rất bình thường. Nhưng mà anh không thể tưởng tượng nếu như anh đụng tới bác thì tôi có thể liều mạng với anh như thế nào đâu. Tôi không có hù anh đâu, anh cứ thử đụng tới anh ấy đi rồi sẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra. Im lặng đi.
Một người rẻ tiền như cô mà dám đe dọa tôi hả? Vậy thì tới đây đi, tôi sẽ cho cô biết tay thôi. Tini, chiếu lời đoạn phim đó. Hãy quay đi anh và mau gửi cho Tini xem chồng của ta đi. Mình cảm thấy là nơi này nhìn rất quen. Cô có biết đây là đâu không? Đúng rồi, tôi đã nhớ nơi này rồi. Và hình như nơi này là cái kho ở gần cầu Vebu. Nhanh, tôi biết đường tắt tới đó. Đi thôi. Đi. Sao không? Một chút nữa thôi là tới rồi Tini. Thật ra tôi rất tiếc, hôm nay bởi vì trời hơi lạnh nên đá chưa chịu tan hết. Nghe đây, mạng sống của anh phụ thuộc vào cục đá này đó. Một chút nữa thôi nó sẽ tan. Chờ đi, đừng nôn nóng. Con nghĩ không phải ý hay. Ba, mua vé đi Mỹ vào thời điểm này không thích hợp một chút nào hết. Không phải đâu con. Tụi nó sẽ không ra ngoài chơi. Tụi nó chỉ cần làm một việc, đó là đứng ở ban công khách sạn, nhâm nhi tách trà rồi cùng nhau ngắm tuyết tan. Không được đâu ba à, bỏ ý tưởng này đi ba. Thời điểm này làm sao mà qua bên đó hưởng thụ được chứ. Chúng ta cho tụi nó tới Mỹ thì tụi nó sẽ không thể ra khỏi phòng. Ba có nhớ là 3 năm trước, con và Indu đã cùng nhau làm một chuyến sang Úc ngắm cảnh. Lúc đó thời tiết ở đó rất là đẹp. Và bây giờ cũng vậy nè ba. Và vì vậy con cũng đã đặt vé cho tụi nó đi Úc hưởng tuần trăng mật rồi. Con là ai mà quyết định hả? Con có biết là những nơi lạnh giá là nơi tốt nhất cho tuần trăng mật, biết không? Thôi, không bàn nữa. Những gì ba nói là đúng rồi. Cứ làm theo ý của ba đi, đừng có nói nữa. Thần Linh ơi, mà ba ơi ba. Những gì ba nói thì phải làm theo đi con à. Không cần bàn cãi, không ý kiến ý còn gì hết. Mẹ à, mẹ hãy nói cho ba hiểu giùm con đi. Chuyện này ba đang nói con không quyết định được gì đâu. Đừng có ý kiến nữa. Con cứ để tụi nó tự quyết định là sẽ đi đâu hưởng tuần trăng mật đi hả? Tôi chắc chắn là tụi nó chỉ muốn đi Mỹ thôi. Thú vui khi đi Mỹ vào mùa đông rất khác biệt với những nơi khác. Bà có hiểu không vậy? Anh Ranh Tê hả? Đá bắt đầu tan rồi kìa. Đúng rồi. Nhưng mà đá nó tan chậm quá, phải làm sao đây? Đúng là nó tan rất chậm. Suy nghĩ đi anh bạn. Tìm đúng chỗ hay không vậy? Đây đúng là nhà kho trong đoạn phim đó. Đợi một chút, hắn ta đã gửi đoạn phim đó cho chúng ta.
Và hắn biết chắc chắn tôi sẽ nhận ra nơi này và chạy ngay đến đây mà. Hắn đã lừa chúng ta rồi đó. Nhưng không biết giờ hắn đã đưa Bát đi đâu rồi. Ở đây không có. Tại sao lại gọi chúng ta tới đây? Nhanh lên, không xong rồi. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi. Giờ phải giữ bình tĩnh để nghĩ ra cách nào đó tốt nhất. Chúng ta không thể mắc kẹt ở đây được đâu. Hãy giúp con đi mẹ Amay à. Anh Rút Ca, coi kìa, có nhiều mảnh chai thủy tinh bị bể kìa. Chúng ta hãy tận dụng nó. Chúng ta có thể dùng nó để thoát ra khỏi đây được. Nhặt lên nhanh đi. Được rồi, cầm lấy. Cẩn thận đó Anushka. Thôi đừng có nản chí, chúng ta sẽ ra khỏi đây được mà. Cẩn thận nha. Đi đường này nè. Tôi rất xin lỗi Tenny. Tôi biết là Rante là một tên côn đồ rất xảo quyệt, không dễ bắt được hắn ta đâu. Và bây giờ cô cũng thấy, chúng ta còn rất ít thời gian. Giờ không biết phải làm sao, vì mọi thứ đang dần tuột khỏi tầm tay. Chúng ta hoàn toàn không biết hắn ta đã đưa Bát đi đâu. Tôi không hiểu gì hết Anushka. Bây giờ Bát đang gặp nguy hiểm. Chúng ta phải mau làm gì đó thôi. Bát à, tôi không cho anh chết dễ vậy đâu. Tôi hứa là sẽ làm đầy đủ nghi thức cho anh trước khi anh chết. Hả? Đúng vậy. Số của Bát nè. Alo. Chuyện gì vậy hả? Có vẻ như hai người đã đến nhầm chỗ rồi. Hả? Tôi biết là bây giờ Anushka đang đi chung với cô mà, nên tôi đang cố tình làm cho hai người lãng phí thêm thời gian. Tôi biết thế nào cô ta cũng sẽ đưa cô tới đó. Và hai người hãy nhớ rằng
chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ là cô ta sẽ đến đây để mà cứu được chồng mình đâu. Vậy là anh ta sẽ chết trong đau khổ thôi. Chắc chắn là sẽ có người tìm ra xác của anh ta thôi. Tôi không thể tưởng tượng ra cảnh đó sẽ diễn ra như thế nào đúng nữa vậy, đúng chúng vậy. Ta sẽ đi khỏi đây nhanh lên hả? Được rồi, tạm biệt. Tạm biệt Tenny. Đừng cúp máy. Tạm biệt anh nha. Tạm biệt. Tenny, chuyện gì vậy hả? Anh ta đã nói gì? Tôi lo quá, không biết bây giờ bác như thế nào rồi nữa. Nhìn tôi đẹp Tenny, mau nói cho tôi nghe là Rante đã nói gì đi. Nói đi. Anushka, anh ta đã nói với tôi là chúng ta phải nhanh lên, vì chúng ta còn rất ít thời gian để cứu bác. Con cầu xin mẹ, xin người phù hộ đừng để chuyện gì xảy ra với bác hết. Người có thể lấy mạng của con, nhưng mà xin hãy giúp bác thoát khỏi kiếp nạn này đi người. Nếu anh ấy có chuyện gì thì con phải làm sao? Làm ơn đi mà. Mà nè Anushka, tôi vừa nhớ ra, khi Rante nói chuyện với cô, tôi có nghe thấy tiếng chuông chùa. Và tôi nghĩ là có lẽ, chắc là hắn ta đang ở gần chùa nào đó mà thôi. Vậy cô có biết là ở gần đây có ngôi chùa nào hay không vậy hả? Nếu có thì chúng ta mau tới đó liền đi. Tenny, có một ngôi chùa ở đằng sau nhà máy cũ đó Tenny. Có thể là nó. Mau đi thôi. Đã cố tình để đá ở gần chỗ nóng để cho nó tan nhanh. Chúng ta phải nghĩ cách thôi, không thì bác chết mất. Tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra với bác. Phải mau cứu anh ấy. Anushka, cứ để tôi. Tôi biết cách cứu người cho nên là tôi sẽ cố cứu bác. Cô cứ đứng ở bên ngoài hỗ trợ là được rồi. Mau, mau lên. Bác ơi, em tới đây. Em sẽ không để anh xảy ra chuyện gì đâu. Anushka, cô mau mau giúp tôi dập lửa đi. Anushka, cô mau đỡ bác phụ tôi với. Sao không vậy bác?
Anushka, nếu hôm nay cô không tới kịp lúc á thì tôi đã mất bác mãi mãi rồi đó. Thật lòng tôi rất là biết ơn cô. Không phải tôi cứu bác mà chính là cô. Một người vợ đã chấp nhận hy sinh để cứu chồng mình. Cô đã thể hiện lòng dũng cảm của mình, và điều này chứng tỏ rằng phụ nữ có sức mạnh làm mọi thứ và không bao giờ chịu khuất phục trước thế lực tàn ác. Cô nói rất là đúng. Những người mà cô đang đối đầu rất là hung tợn, nhưng dù sao thì cô cũng đừng sợ hãi trước bọn chúng. Những kẻ xấu kia sẽ khuất phục dưới chân cô mà thôi. Và tới lúc đó cô sẽ tìm ra công lý cho bản thân mình. Hãy nghe tôi khuyên là phải can đảm và chiến đấu hết mình, nghe chưa? Hiểu không? Tôi hoàn toàn biết. Con đường mình đang đi không an toàn một chút nào hết. Nhưng khi tôi đã quyết tâm thì sẽ ổn thôi mà. Tên Ran Tê đó đã ra mặt và ra tay tàn ác với tôi rồi. Hãy hứa với tôi là cô sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào để có thể làm như vậy với cô được nữa. Hãy hứa với tôi là cô sẽ làm tất cả mọi thứ để cho tên đó một bài học đi. Tôi hứa, nếu không trừng trị được hắn ta thì tôi sẽ không ngủ yên. Ran Tê đã làm rất nhiều điều sai trái rồi. Đầu tiên là với chị của tôi, rồi với chồng cô. Ran Tê là người đáng bị trừng trị nhất, nên tôi sẽ không sợ. Tôi phải làm mọi cách để hắn ta bị trừng phạt. Đừng nản lòng Anushka. Nếu khi nào cô cảm thấy cô đơn á, thì hãy nhớ có một người bạn sẽ sẵn sàng đến bên cạnh cô. Cứ tìm đến tôi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô mà. Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải can đảm đối mặt với nó. Cô muốn ôm tôi một cái hay không vậy? Thưa ông, đúng là tôi không có chuyên môn trong ngành âm nhạc đâu. Tôi có năng khiếu chơi guitar rất là tốt, còn biết dạy hát cho bọn trẻ nữa đó. Thật sự tôi thấy cô còn non trẻ trong ngành âm nhạc, không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Còn cô tự nhận mình có năng khiếu hả? Tôi nghĩ cô đúng là một người ảo tưởng. Những giáo viên có tài năng như cô ở đây rất nhiều. Thưa ông, tôi xin lỗi, cô không thể làm việc ở đây nếu cô không có bằng cấp. Cô có thể đi đi. Tôi dạy bọn trẻ một ngày có được không? Ít ra hãy nghe bài hát một lần. Trước tiên chỉnh cái này, rồi sau đó điều chỉnh cả những nút này. Cô có thể chơi một bài được không? Thank you.
tôi đã nghe đàn rất nhiều rồi, nhưng rất ít khi tôi thấy mình bị chìm đắm. Việc đem được cảm xúc vào tiếng đàn và cả giọng hát thì chỉ có người nghệ sĩ thực thụ mới có thể làm được. Tôi cảm thấy rất là vui vì cô hoàn toàn phù hợp với công việc này. Vậy thì từ hôm nay cô cứ ở đây dạy lũ trẻ. Sau này tất cả mọi chuyện về công việc của cô hãy thảo luận ở văn phòng của tôi. Cô có chỗ nào không rõ cứ thoải mái hỏi. Thành thật mà nói, tuyển dụng được cô làm việc tôi thấy rất là may. Vì dù cô không có bằng cấp gì hết, nhưng mà kỹ năng của cô rất là tốt. Cảm ơn. Cảm ơn ông rất nhiều. Mấy con nghe thầy nói, từ hôm nay đây là giáo viên dạy nhạc mới của mấy con rồi. Anh rất ghét khi phải nhìn thấy gương mặt này của em. Anh không thể tin là anh đã từng yêu đương gương mặt này rất nhiều như vậy. Mỗi khi thấy X-Mart thì anh lại thấy hai chữ tội lỗi mà em đã gây ra đó. Chan Ba, đây không phải là sự thật đúng không? Đây chính là sự thật. X-Mart là con trai của em.